trận mưa to dài ngày trong những ngày vừa qua khiến cho mực nước sông suối chảy qua các đập tràn, nước dâng cao. Đây là mối nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển phương tiện qua các đập tràn, những khu vực nước lũ dâng lên chảy qua. Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến cho nước tại cầu tràn ở thôn Tân Thành, xã Tân Phúc dâng cao, gây ngập. Có khoảng thời gian nước dâng quá cao khiến cho việc đi lại bị cô lập nhiều giờ, người và phương tiện không thể đi qua. Tại thời điểm sáng ngày 15 tháng 10, mực nước đã rút nhưng vẫn còn ngập trên mặt tràn. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết kể cả khi nước ở mức cao hơn, vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình đi qua. Thậm chí có thời điểm nhiều người cùng khiêng xe đi qua tràn, bất chấp sự nguy hiểm của dòng nước lũ. Thực tế cho thấy vào thời điểm mưa lũ hàng năm đã có không ít tai nạn thương tâm xảy ra bởi người dân chủ quan khi đi qua các đập tràn ngập nước. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không màng đến sự nguy hiểm mà liều mình đi qua. Vào mùa mưa lũ, tại những khu vực trũng thấp, đập tràn hay các cây cầu bắc qua suối dễ dàng xảy ra hiện tượng nước dâng cao, che mất lối đi, trơn trượt. Do đó, việc người dân và phương tiện đi qua những nơi này nếu không cảnh giác thì nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt thời điểm dòng chảy mạnh, nước từ thượng nguồn đổ xuống, xe cộ lưu thông vào khu vực này dễ bị cuốn trôi. Để phòng tránh rủi ro khi đi qua các đập tràn vào mùa mưa lũ, người dân cần cẩn trọng, không cố tình vượt sông suối ngầm tràn khi thấy có hiện tượng nước dâng cao, không đảm bảo an toàn, nhất là với những người không thông thuộc địa bàn. Cần xem xét kỹ lưỡng, thước đo mực nước sâu, hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.